Vâng, đây là mình cái căn nhà yến này là 8 năm đúng không anh? À. Đấy, thế về về nhìn tổng thể thế này là nó hư bị hư rồi, hư bột hư đường hết rồi nhá. Đấy, là khi mà cái khí mà gió như thế này vào là không đạt tiêu chuẩn rồi. Chỗ này là cái buồng đảo chim đúng không? À, buồng đảo chim họ làm rất là rích rắc. Đấy, và một cái điều là rất là không chuẩn là nó sẽ bị phạm một cái khí cái nhiệt luôn, cái nhà chết chắc là cái khí cái nhiệt rồi. Đấy, nhìn thấy cái lỗ này, nếu mà quý vị đã xem chương trình của tôi thì không bao giờ chúng tôi làm như thế này cả. Ở bé đằng này thì không có một cái lỗ khí nào luôn. Đấy, và chỗ này sao lại không đóng à? Thì đó, mình kéo ra đó. Đấy, cái này không đóng sàn luôn. Bỏ ra. À, sao mình lại bỏ đi? Nó biểu mà nó cũng ở trên chợ nó bị móc á. À, rồi mình không có nản sửa chữa qua kêu thợ nó tháo này lên gắn cái trên kia đi. Vậy đó. Như thế này là mình đã là bị sai về phần khí phần nhiệt nhé. Đây là cũng người Mã làm, nhưng mà người Mã họ không tư duy được ha. Đấy, tức là tất cả cái khoản lũ khí ở đây là mình không đảm bảo, vì thời tiết ở Việt Nam nó khác với thời tiết bên đó. Nó khác hoàn toàn, nên khi đi học ấy là nó chỉ có một khung cái sườn thôi, chứ không phải là cái gì cũng là ok nhé. Mình lên trên đây mình xem cái chuồng đảo chim, nó chết là ngay cái chuồng đảo chim luôn. Đây, mở cửa đây ra coi nào. Đây là phải làm lại rất là nhiều, tức là hệ thống khí và nhiệt này, khí và nhiệt phải làm lại. Nó sai hết rồi bác ơi, nó không đúng với cái mô hình ở Việt Nam nhé. Bây giờ không thích thằng này không thích tập gì ta đúng không? Bọn tôi đi học ở cái viện nghiên cứu nó rất là giỏi ha. Và như thế này và mình bắt buộc bây giờ là mình ô nhiễm nhiều, mình phải dọn cái này đi, bắt buộc một điều như thế nhé. Đấy, và ở đây họ chia phòng rất là nhiều, lại phòng với nhau. Đấy, nó không đạt được tiêu chuẩn đâu nhé. Không được những cái phòng như thế này là sau là mình phải tháo hết nó ra để cho nó thông khí, con chim nó xuống đây, nó thả xuống đây nhé. Đấy, nó cơ bản cũng được thôi, nhưng không có gì cả, nhưng mà nó đúng ra nghĩa nó phải thẳng từ trên xuống dưới. Nhưng mà thứ hai là họ dùng rất nhiều phân để họ dụ chim. Đây, anh không phải học ở trong, và ngăn phòng thì quá rích rắc, không có hệ thống loa dẫn chim ha. Không hệ thống loa dẫn chim này. Đấy, và các lỗ khí nó ngắn thế này nó không phù hợp ở Việt Nam đâu nhé. Thế này các chú bên đó là các chú toang hết. Cái này là cái gì đây, hút khí ra à? Cái này ngày xưa là không biết nó làm gì đây, không quên mẹ. Không được rồi, toang rồi, toang rơi này. Anh thấy rơi không những con rơi đang rất là chăm chú ở đây này, thấy không? Thấy chưa? Đấy, anh thấy con rơi không? Thế bắt rơi là cả một nghệ thuật nhé. Ví dụ như là mình muốn bắt rơi ấy thì mình phải mua cái lưới ở đây, tức là cái gì nhỉ, quá nhiều rơi thế này, rơi nhiều lắm. Đấy, anh thấy rơi chưa? Thì không có yến thì rơi sẽ ở nha, mà có yến thì rơi sẽ không ở. Ống này là ống 90-114 này, 114 đúng không? Anh tháo một lỗ ra thử em coi nào. Cảm ơn. Tháo hẳn cái co ra xem. Rồi, được rồi. Được rồi. À, bây giờ cái này là nước đúng không? Nước. Tháo hết nước ra ngoài. Đang xả đó, nhưng mà bây giờ nó phải vệ sinh. Giờ phải vệ sinh hết cái nhà yến này sạch như nhà ở ấy nhá. À, khi mà làm